Xin chào các bạn, đây là chiếc hộp của chiếc Realme 12 Pro, một con quái vật. Thực sự là đây là một con quái vật trong cái phân khúc giá từ 5 cho đến 7 triệu đồng và sắp tới sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mình nghe nói đâu đó thì mức giá của sản phẩm này khi bán chính hãng thì đâu đó là 6 triệu 990 nghìn. Và với 6 triệu 990 nghìn chúng ta sẽ có những gì? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn những cái thắc mắc đó. Cách đóng hộp của chiếc Realme 2 Pro này thì nó cũng không có khác gì lắm so với là chiếc Realme 2 hôm trước mình đã mở hộp cho các bạn. Thì chúng ta chỉ có chữ thêm là chữ Pro này mà thôi. Khi mà chúng ta mở hộp ra thì đây chỉ là phiên bản demo cho nên là nó cũng khá là thiếu phụ kiện. Tuy nhiên thì phụ kiện chính thì chúng ta vẫn có là một cái ốp silicone này. Chúng ta sẽ có cái máy, cùng với đó thì phía trong chúng ta sẽ có thêm là cáp sạc và chắc chắn là không có tai nghe. Siêu Rimi đã cố gắng cắt giảm mọi thứ để có mức giá tốt cùng với cấu hình rất là mạnh trên sản phẩm này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Realme 2 Pro. Thì về form thiết kế thì các bạn có thể thấy là nó na ná với một sản phẩm nào đó, đó chính là chiếc Oppo F9. Thực sự khá là giống. Ở mặt trước này thì Oppo thì người ta sẽ gọi đó là màn hình giọt nước, nhưng mà ở bên Realme thì sẽ đổi lại một chút xíu là màn hình giọt sương. Đấy, còn ví dụ như bên Vivo thì chúng ta sẽ có màn hình halo vân vân. Thì nói chung là nó sẽ cố gắng tối giản cái phần tai thỏ cũ trên những sản phẩm trước để cho chúng ta có một cái màn hình với cái không gian hiển thị lớn hơn. Và cái mặt trước của chiếc Realme 2 Pro này chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.3 inch với độ phân giải là Full HD cộng, và nó sẽ sử dụng tấm nền là IPS LCD. Thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này có cái màn hình rất là đẹp, mình phải công nhận là cái màn hình này Realme làm rất là ổn luôn. Chúng ta sẽ có một cái độ sáng rất là cao, hiện tại mình đang ở ngoài trời luôn các bạn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn rất là rộng này, mình rất là thích cái sản phẩm này ở cái phần là màn hình. Cái màu sắc hiển thị cũng khá là trung thực. Và cái màn hình này thì mình nghĩ đánh giá là nó sẽ rất là tốt và thực sự nó ngang ngửa với những cái sản phẩm trong cái tầm giá trên 7 triệu đồng, chứ không phải là chỉ trong phân khúc là 7 triệu đồng thôi. Còn về cái mặt sau thì các bạn thấy là chúng ta sẽ không có những cái đường vân giống như kiểu là chiếc Realme 2, mà chúng ta sẽ có một cái màu phẳng như thế này. Và hiện tại mình đang có trên tay đây là phiên bản màu xanh, nó xanh nó cũng hơi hơi nhạt một chút xíu, mình thấy cái màu này cũng khá là lạ. Và cái phần khung viền thì có màu xanh đậm đậm hơn so với là cái mặt lưng, và cái mặt lưng này chắc chắn vẫn là bằng nhựa rồi. Thì Realme cố gắng cắt giảm mọi thứ để chúng ta có được một cái máy vừa rẻ cũng như là có một cái cấu hình tốt hơn. Mặt sau với điểm nhấn là cộng camera là 16 megapixel cộng với 2 megapixel, và chúng ta cũng hỗ trợ tính năng là chụp ảnh xóa phông. Chúng ta sẽ có cái logo Realme phía dưới, cả biến vân tay ở mặt lưng, cũng như là chúng ta sẽ có thêm đèn flash LED. Còn về cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có thêm đó là cái nút nguồn, cạnh trái thì tăng giảm âm lượng. Ở phía trên chúng ta sẽ có thêm một cái mic, ở phía dưới thì sẽ bao gồm cổng kết nối là 3.5 mm, cổng micro USB, loa thoại, loa ngoài, cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái mic đàm thoại. Tuy nhiên thì cách đặt này thì mình rất là ghét, cực kỳ ghét luôn, tại vì mình thích cầm máy chơi game kiểu như thế này. Khi mà chúng ta cầm máy để chơi game thì chúng ta sẽ cầm như thế này thì đã bị che mất cái phần loa này rồi. Mình rất là ghét cái cách thiết kế này. Một số hãng thì đã di chuyển sang phía bên phải, nhưng mà không biết tại sao mà Realme và Oppo thì vẫn cứ đặt ở phía bên bên trái này, nhìn khá là khó chịu. Rồi, cái tâm điểm của sản phẩm này nó không phải là về thiết kế giống như kiểu là chiếc Realme 2, mà chúng ta sẽ có một cái cấu hình thuộc dạng là khủng bố trong cái phân khúc này. Với mức giá nghe đâu đó là 6 triệu 990 thì chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ RAM lên tới 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB cùng với con chip là Snapdragon 660. 660 nhé các bạn, 660 cùng với 8 GB RAM thì các bạn có thể thoải mái, có thể chiến được rất là nhiều tựa game khác nhau như là PUBG, Liên Quân Mobile thì chắc chắn là sẽ chiến được rồi. Và PUBG với các bạn chơi trong thời gian dài thì mình nghĩ là nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, ví dụ như giật lag thì mình nghĩ là chơi 1-2 tiếng vẫn khá là ổn. Còn về cái thời lượng pin của nó thì nó sẽ có cái viên pin là 3.500 mAh, và đáng tiếc thì cái cục sạc của máy ở đây thì nó sẽ không hỗ trợ cho chúng ta cái sạc nhanh giống như kiểu là chiếc Oppo F9. Chúng ta chỉ có đầu ra vẫn chỉ là 5V và 2A thôi. Nhưng mà bên Realme nói là cái này sẽ không có sạc nhanh, nó sẽ hỗ trợ sạc rút ngắn thời gian sạc thôi, chứ mình nó không có nói là có sạc nhanh các bạn. Rồi về cái camera trước thì cũng chỉ có là 16 MP thôi, sẽ không là 25 MP giống như kiểu là chiếc Oppo F9. Đó là những thứ mà mình có thể chia sẻ nhanh cho các bạn về chiếc Realme 2 Pro này. Thực sự đây là một cái sản phẩm mà nếu các bạn nào yêu thích chơi game trong cái tầm giá này rất đáng để chúng ta lựa chọn, và đây thực sự sẽ là đối thủ rất là đáng gờm mà Xiaomi phải dè chừng. Tại vì với cái cấu hình này cùng với cái chiến lược mà sắp tới Xiaomi sẽ đánh vào thị trường Việt Nam với rất là nhiều phân khúc khác nhau cùng mức giá cực kỳ cạnh tranh, thì
Xiaomi sẽ rất là khó khăn để có thể đấu lại được Realme. Và các bạn có suy nghĩ gì về cái sản phẩm này và muốn mình so sánh cái sản phẩm này với sản phẩm nào thì vui lòng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn.